Alo, alo. Xin chào tất cả anh chị em. Như đã hẹn với mọi người thì bình luận viên Lâm Làng Xét đã quay trở lại đây. Và chúng ta đang được theo dõi trận bán kết ở nội dung đơn nữ SEA Games 32. Trận đấu giữa hai vận động viên Nguyễn Khoa Diệu Khánh của đội tuyển bóng bàn Việt Nam và Sustasini của Thái Lan. Nói chung việc góp mặt ở trong vòng bán kết của nội dung đơn đã là một thành công của đội tuyển bóng bàn nữ Việt Nam rồi. Đã lâu lắm rồi thì chúng ta mới thấy có một vận động viên lọt được vào đến những trận đấu cuối cùng ở nội dung đơn nữ. Việc phải đối đầu với Sutasini cũng sẽ là một thử thách cũng như là một khó khăn rất lớn dành cho Nguyễn Khoa Diệu Khánh. Mình hy vọng là vận động viên của đội tuyển chúng ta sẽ thi đấu thành công. Vì Sutasini là một trong những vận động viên của bóng bàn Đông Nam Á nằm trong top. Nói chung Sutasini cũng là top, tầm trong top 20 thế giới rồi. Vừa rồi một cú bạt bóng rất mạnh đến từ Sutasini. Và một cú giật cầu xoáy rất hay đến từ Khoa Diệu Khánh. 5 đều. Nhịp độ trận đấu vẫn đang diễn ra khá chậm, hai vận động viên rất thận trọng trong trận đấu đầu tiên này. Sutasini thì đang tỏ ra chắc chắn hơn. Diệu Khánh thì có lẽ là cần phải quyết liệt hơn. Sutasini lên được 5 điểm, 3 điểm liên tục rồi. Vâng, tỷ số bây giờ đã là 9-5 trong trận đấu đầu tiên. Diệu Khánh có lẽ cần phải tăng tốc hơn trong trận đấu tiếp theo. Rất nhanh là những tình huống xử lý trên bàn đến từ Sutasini. 16 rồi. Rất hay, liên tục là những tình huống tấn công dồn ép đối thủ của Nguyễn Khoa Diệu Khánh và 8-10. Vâng, xin chào anh Hùng Nguyễn. Đúng rồi anh ạ. Không những Sutasini tham gia VKTT mà tham gia rất nhiều các giải trên thế giới, cả giải vô địch thế giới đấy. Vận động viên nữ này của Thái Lan là rất là tương đối mạnh ấy. Chín mười rồi, làm chuỗi lên điểm bây giờ lại dành cho Diệu Khánh. Liệu có 10 đều hay không? Vâng, rất hay, liên tục là những tình huống lên xoáy của Khánh. 30 đều. Nguyễn Khoa Diệu Khánh đang thi đấu cực kỳ tự tin.
anh của Nguyễn Khoa Diệu Khánh. Một combo liên tục và như vậy là điểm game point rồi, đã dành cho Diệu Khánh rồi. Diệu Khánh của chúng ta quá xuất sắc trong những pha bóng vừa rồi. Liên tục là derby và tình huống cuối cùng là một cú dứt điểm rất đẳng cấp, điểm game point cho Diệu Khánh. Vâng, đây là một cơ hội để đột biến. Vâng! Không. Góc quay này cứ tưởng chừng như là quả đó ăn điểm, nhưng mà hóa ra Diệu Khánh đã giật ra ngoài rồi. Như vậy là tỷ số là 11 đều. Sutasini đã vượt lên rồi. Vừa rồi là những quả derby liên tục của Sutasini. Diệu Khánh đã đáp trả ngay những tình huống lên trái xoáy rất khó chịu đến từ Diệu Khánh. 12 đều. Vâng, xin chào anh Hùng Nguyễn ạ. Sutasini là cũng có thắng được một vài top và gặp hình trong giải vô địch thế giới gặp Mimaito cũng chỉ thua 4-2 thôi ạ. Vâng, vừa rồi là một tình huống xử lý giao bóng hơi lỗi và lỡ đà đến từ Diệu Khánh rồi. Điểm game point bây giờ lại tiếp tục dành cho Sutasini. Và một tình huống chủ động ôm bàn để hất cổ tay nhưng rất đáng tiếc, bóng đã ra ngoài và 14-12 cho Sutasini. Và Diệu Khánh đã có những cơ hội để mang về chiến thắng cho mình nhưng rất đáng tiếc đã không thành công, nhưng không sao. Vòng này chúng ta sẽ thi đấu 7 tháng 4 ạ. Trận đấu đầu tiên khởi sắc như vậy đã là quá tốt rồi. Vâng, em vừa kiểm tra trên trang web của bóng bàn thế giới thì Sutasini là đứng thứ 33. Và sau giải này là Sutasini sẽ tham dự giải bóng bàn vô địch thế giới tại Nam Phi đấy ạ. Các vận động viên của Thái Lan là được tham dự thi đấu rất là nhiều giải. Cùng chờ đón những sự khởi sắc đến từ set đấu thứ hai. Diệu Khánh đang thi đấu rất tốt. Rất dứt khoát, Diệu Khánh vẫn đang thi đấu rất tự tin trên Sutasini. Và vừa rồi là tình huống may mắn cho Sutasini. Dạn hơn trong tình huống xử lý của mình. Ba đều rồi.
vẫn là một thế trận tương đối cân bằng ở thời điểm này. Diệu Khánh cũng đang tỏ ra rất tự tin. Những cú lên xoáy của Diệu Khánh phần nào đang gây rất nhiều khó khăn cho Sutasini trong việc phòng thủ. Có lẽ Diệu Khánh cần cải thiện tốt hơn việc xử lý giao bóng, sẽ mang đến nhiều cơ hội cho cô. Và một tình huống chủ động phi dài để phòng thủ nhưng đã không thành công đến từ Diệu Khánh rồi. Và rất hay, một combo giật phải và kết trái vào thẳng góc trống của Sutasini và 5 đều. Còn rất hay, một tình huống mà Diệu Khánh có lẽ đã bắt bài được cú giật đến từ Sutasini và một cú chặn bóng nhanh vào góc trống 6 đều. Hai vận động viên đang bán điểm nhau rất sát. Và bây giờ đã đến những thời điểm giữa của set đấu thứ hai rồi. Một tình huống chủ động hất cổ tay đến từ Diệu Khánh. Nhưng ở pha hất vừa rồi thì cô đã không thành công rồi. Và nhưng ngay sau đó là một cú giao bóng xoáy ngang xuống và bóng đi ngắn đã khiến cho Sutasini lỡ nhịp trong tình huống xử lý vừa rồi. 7 đều. Và nhưng bây giờ thì đến lượt Diệu Khánh mắc lỗi. Vâng, lên xoáy rất khó chịu và vừa rồi thì Sutasini đã đẩy bóng không qua lưới rồi. 8 đều cho Nguyễn Cờ Diệu Khánh của Việt Nam. Vâng, nhưng lần này thì may mắn lại không gọi tên Nguyễn Khoa Diệu Khánh. Giật rất dứt khoát đến từ Diệu Khánh và 9 đều. Có lẽ Diệu Khánh cần đột biến trong hai tình huống này thì sẽ có cơ hội gỡ lại được set đấu thứ hai. Vâng, và may mắn đã đến cho Diệu Khánh rồi. Một tình huống Diệu Khánh đã chủ động flick xoáy và tăng đầu đi ngay. May mắn đã mỉm cười với cô và một lần nữa lại là game point. Vâng, vừa rồi thì Sutasini có một tình huống đấm trái nhanh trên bàn. Mặc dù Diệu Khánh trước đó đã chủ động tăng lực rồi. 10 đều. Và hai set đấu quá căng thẳng.
Và một lần nữa Diệu Khánh lại vượt lên. Những gật trái tay của Diệu Khánh đang làm cho Sutasini thật sự cảm thấy khó khăn trong việc khống chế cũng như là giật lại. 10-11. Lại thiếu một chút gì đó nữa thôi và bóng đã đập lưới nảy lạng 11 đều trong set đấu thứ hai. Vẫn đang rất lâm ly. Và lần này thì Diệu Khánh đã giật bóng không thành công rồi. Trước đó là một tình huống bắt ngắn rất khó chịu của Sutasini và đã có Kama dành cho Nguyễn Khoa Diệu Khánh rồi. Và trận đấu của chúng ta lại tiếp tục được quay trở lại ở trong set thi đấu thứ hai sau khi tham gia. Liệu rằng đã có những điều chỉnh đáng kể ở hai trường, chúng ta cùng chờ xem. Cố lên Diệu Khánh của Việt Nam. Và một pha hất cổ tay rất mạnh dạn đến từ Nguyễn Khoa Diệu Khánh. Cú hất khiến cho Sutasini chỉ biết đứng nhìn. 12 đều. Cho Diệu Khánh trong tình huống vừa rồi bị giật trái xoay nhưng cũng đã giật bóng không qua lưới rồi. Và như lần này cú flick trái của Diệu Khánh đã thành công rồi, 13 đều. Vâng, xin chào anh Nguyễn. Nói chung là hai set đầu Diệu Khánh này đánh rất hay đấy. Tuy nhiên Sutasini thì cũng cực kỳ lì lợm. Và một cú derby rất chính xác của Diệu Khánh. Và bây giờ là điểm game point cho Diệu Khánh trong trận đấu này. Diệu Khánh có lẽ cần một cú hất hoặc một cú flick rồi đó ôm bàn kết thúc. Một tình huống chủ động sẽ mang về chiến thắng cho cô. Vâng, chủ động lên trái rồi nhưng lần này thì Sutasini đã rào hơi dài một chút. Và có lẽ là Diệu Khánh đã bị lỡ đà, lỡ nhịp trong pha bóng vừa rồi. Tỷ số lại được cân bằng 14 đều. Và lần này là một cú giật kết về trái rất dứt khoát đến từ Diệu Khánh. Một lần nữa lại là điểm game point. Và vẫn là tình huống quen thuộc, Sutasini đã dình trước cú đẩy trái của Diệu Khánh và có một tình huống ấn nhanh vào góc trống. 15 đều, vẫn đang cực kỳ lâm ly.
Vâng, vẫn là tình huống quen thuộc như lúc nãy, một cú đẩy trái nhanh. Và tỷ số lúc này là 16-15. Vẫn là điểm game point, nhưng bây giờ lại thuộc về Sutasini. Vâng, một pha xử lý cực kỳ khéo léo của cánh. Trước đó là một cú đầu mi và sau đó là một tình huống câu xoáy vào bàn cực kỳ chính xác, và Sutasini dường như đã mất nhịp. Lại là 16 đều. Vâng, lần này Sutasini đã xử lý lỗi rồi, 17-16, và đây là cơ hội cho Khánh. Có lẽ tình huống này Khánh chỉ cần vào bàn thôi và chuẩn bị liên tục. Vâng, Sutasini rất lì lợm, nhìn thấy Khánh chuẩn bị flick là phi ngay. 17 đều. Quá căng thẳng, không biết có kéo nhau đến set 21 hay không. Vâng, và lần này thì Sutasini đã chủ động dập ngay tình huống flick của Diệu Khánh rồi. 18-17, bây giờ game point lại dành cho Sutasini. Vâng, 18 đều. Một tình huống kết nhanh đến từ Diệu Khánh. Quá lầm lì, quá căng thẳng. Vâng, và cú bật bóng vừa rồi của Sutasini đã ra ngoài rồi. Bây giờ điểm game point lại dành cho Diệu Khánh. Cố lên cánh của Việt Nam. Bây giờ liệu rằng Diệu Khánh có dám chủ động né giật tình huống này không? Dễ là Sutasini dễ phi. Vâng, một cú kết bóng rất chính xác. Lần này Diệu Khánh đã chỉnh lại nhịp của cú lên trái xoáy, và sau đó có một tình huống kết thúc quá gọn gàng tỷ số 20-18 trong set đầu thứ hai. Quá căng thẳng cho một trận bán kết của SEA Games. Diệu Khánh đang thi đấu rất tự tin và sung mãn. Vâng, xin chào anh Nguyễn Duy Long ạ. Tỷ số cao nhất thì nhiều lắm anh ạ. Vâng, giải đấu đã lên đến ba mấy điểm anh ạ. 20-18 này là bình thường. Vâng, hai set đấu đầu tiên Diệu Khánh đều có cơ hội, và cuối cùng thì Diệu Khánh đã chớp được cơ hội trong set đấu thứ hai để chủ động vươn lên dẫn trước và cân bằng tỷ số. Set đấu đầu tiên thì Diệu Khánh bị dẫn khá xa, sau đó lại gỡ hòa, rồi có những thời điểm đã vượt lên, nhưng Sutasini cũng rất bản lĩnh, đã tận dụng thời cơ tốt hơn và cân bằng và giành chiến thắng trong set đấu đó. Hy vọng là Diệu Khánh của chúng ta sẽ có những sự khởi sắc tiếp theo, thi đấu càng tự tin trong những set đấu tiếp theo để có một kết quả tốt nhất trước Sutasini. Một set đấu quá hay và cảm xúc. Vâng, dường như là Diệu Khánh của chúng ta đang bị đau tay hay sao. Vâng, rồi có lẽ là Diệu Khánh cần đến sự chăm sóc của y tế này, nhưng có một chút gì đó là hình như là xịt cái thuốc giảm đau vào mắt đấy ạ. Đang bị hơi cay mắt một tí.
Vâng, và trận đấu của chúng ta tiếp tục trong set thi đấu thứ 3. Diệu Khánh đang ra dấu hiệu rằng cần nhân viên y tế. Vâng, và trận đấu chúng ta bắt đầu. Điểm số đầu tiên dành cho Sutasini. Sutasini vẫn đang tỏ ra cực kỳ chắc chắn. Tình huống giật bóng của Diệu Khánh đang gây rất nhiều khó khăn cho Sutasini. Nãy giờ đang bị chặn rúc lưới tương đối nhiều. Vâng, có may mắn cho Diệu Khánh trong cú giật bóng vừa rồi. Bóng đã chạm vào đầu mép lưới nảy sang và hai đều. Ba hai rồi, vừa rồi là một tình huống căng trái không thành công đến từ Nguyễn Khoa Diệu Khánh. Vâng, xin chào anh Quang Bùi. Bảng tỷ số vẫn đang chính xác đây anh Quang Bùi ạ. Giờ thì Sutasini đã chủ động xoay ra tấn công la liệt rồi. Và những đến lượt Diệu Khánh của chúng ta với những series xoáy vào trái cũng khiến cho Sutasini gặp rất nhiều khó khăn. Vâng, rất hay một tình huống mà Diệu Khánh đã chủ động lên trái rồi sau đó ôm bàn để chụp lại cú giật của Sutasini. 4-5. Hai vận động viên vẫn đang bám đuổi nhau sát nút. Vâng, cú lên xoáy vừa rồi Diệu Khánh có vẻ hơi kéo nhiều quá. Rồi. Vâng, bảng tỷ số thì em đã xét mặc định rồi nên không thể chỉnh lại được đâu anh ạ. Rất mong anh thông cảm ạ. Vâng, cú giật xoáy về trái của Diệu Khánh cũng đang rất hiệu quả và gây nhiều khó khăn cho Sutasini. Vừa rồi thì có lẽ Sutasini đã chủ động tăng tốc rồi. Sutasini cũng đang ép trái của Diệu Khánh khá nhiều.
Và tỷ số bây giờ đang là 9-5 ở trong set đầu thứ 3. Và vừa rồi cú lia trái trên bàn quá nhanh đến từ Khánh. Khánh vẫn đang chơi rất tự tin với càng trái của mình. Lúc này thì điểm game point đã dành cho Sutasini rồi. Vâng, xin chào anh Phạm Tiến Thành ạ. Màn hơi nhấp nháy chắc là do camera của phóng viên bên bên nước bạn ạ. Cái này thì em không thể can thiệp được ạ. Vâng, vừa rồi là một tình huống giao bóng bổ và ôm bàn kết thúc rất dứt khoát đến từ Sutasini. Như vậy thì Sutasini đã giành chiến thắng ở trong set đấu thứ 3 để vươn lên dẫn trước 2-1 trước Nguyễn Khoa Diệu Khánh của Việt Nam. Trong set đấu này là Sutasini bắt đầu sử dụng nhiều các cái cú giao bóng khác nhau. Diệu Khánh có lẽ bây giờ cũng cần phải biến hóa hơn.
Vâng, và chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với xét đấu thứ tư. Anh Nguyễn Công và con Bồn đúng ạ. Chắc là y tế xịt hơi quá tay nên Diệu Khánh có vẻ như hơi bị hơi cay mắt một chút đó. À, điểm số đầu tiên trong set đầu thứ tư dành cho Nguyễn Khoa Diệu Khánh. Kết thúc vừa rồi thì Diệu Khánh lại giật cháy ra ngoài hết rồi. Vâng, xin chào anh Đặng Thái ạ. Vòng này đánh 7 tháng 4 ạ. Từ vòng tứ kết là đã đánh 7 tháng 4 rồi ạ. À, một cú giật trái kết sang góc trống rất tự tin của Nguyễn Khoa Diệu Khánh. Diệu Khánh vẫn đang thi đấu với một tinh thần sung mãn rất cao. Vâng, xin chào anh Vũ Quan ạ. Sáng nay là còn trận bán kết nội bộ giữa anh Tú và Đức Tuân nữa thôi ạ. Cú lên trái xoáy của Sút Cassini vào phải cũng khiến cho Diệu Khánh xử lý chưa được tốt. Sút Cassini bây giờ đang chủ động chậm lại và giật bóng cầu về cao. Cú cầu cao khiến cho Diệu Khánh vừa rồi đã bị bung ra ngoài mất rồi. Bảy ba cho Sút Cassini. Diệu Khánh bây giờ lại không giữ được sự chắc chắn và ổn định trong những đường bóng tấn công của mình nữa rồi. Vâng, xin chào chị Lê Hạnh Thuần ạ. Bán kết của Tuân Tú ở sau trận này ạ. Chung kết là chiều nay sẽ đánh luôn ạ. 2 giờ đánh chung kết đơn nữ và 3 giờ đánh chung kết đơn nam ạ. Vâng, vừa rồi liên tục là những pha tấn công của Khánh như Sút Cassini gần như là mua được hết 9-3 rồi. Phải chăng là Khánh đang có những dấu hiệu của việc bị chấn thương? Bây giờ khi đang bị dẫn sâu thì Khánh lại đang có một giây lên điểm của mình. 3 điểm số liên tiếp rồi. Bây giờ đang là 9-6. Vâng, rất hay một cú chủ động bắt đờ mi và ôm bàn kết đến từ Khánh 7-9. Liệu rằng Khánh có gỡ hòa được 9 đều hay không? Chúng ta cùng chờ xem.
17 rồi. Có vẻ như việc bao tay đã khiến cho những cú xử lý của Khánh không còn được chính xác như trước nữa. Và đòn pháp của Khánh thì vẫn đang rất khó chịu. 8-10. Phòng thủ, những tình huống phòng thủ trái tay rất hay đến từ Sutasini. Diệu Khánh lại tự đánh hỏng ra ngoài. Và như vậy là chiến thắng lại dành cho Sutasini rồi. Và chúng ta cùng đến với set đấu thứ 5. Tỷ số bây giờ đang là 3-1 nghiêng về Sutasini rồi. Vâng, xin chào chị Hồng Trần ạ. Tuân là Tuân Tú là sau trận này ạ, đánh vào khung giờ là 11 giờ. Vâng, có may mắn cho Khánh trong pha bóng vừa rồi. Có lẽ bây giờ Khánh cần chậm lại và điều chỉnh sự chắc chắn hơn trong những pha xử lý của mình. Giật bóng xoáy đang mang về những điểm số cho Khánh và lúc này là 5-1 rồi. Khánh đang thi đấu rất hay ở những thời điểm đầu tiên trong set đấu thứ 5. Mà vừa rồi là Sutasini đã có một cú bạt bóng rất nhanh. Rất đáng tiếc cho Diệu Khánh vừa rồi. Khánh đã chủ động có cơ hội rồi nhưng ở tình huống mà Sutasini chỉ đỡ lên thôi, Khánh lại đánh hỏng. Rất đáng tiếc cho Khánh. Năm bốn rồi, Sutasini lên được 3 điểm liên tiếp.
Vâng, quay đi quay lại một lúc tại năm đều rồi. Diệu Khánh dường như đang có những dấu hiệu của việc hơi nôn nóng một chút rồi. Vâng, dồn pha bóng rất đẳng cấp đến từ Sutasini. Muốn đua và cú đờ mi nhanh từ tầm xa. Sutasini đến 5 điểm liên tiếp và lúc này đang dẫn 6 năm rồi. Như Diệu Khánh đã cắt được chuỗi lên điểm của Sutasini bằng một cú giật vào góc trống rất khó chịu. 6 đều. Bảy sáu rồi. Sutasini dường như vẫn đang tương đối bí với những tình huống treo xoáy của Diệu Khánh. Vâng, ở pha bóng vừa rồi thì Diệu Khánh lại không giật bóng qua lưới mất rồi. Bảy đều. Diệu Khánh đang có những dấu hiệu của thể lực đi xuống và sự chính xác không còn đảm bảo. Sutasini vẫn đang rất lì lợm. Vâng, cú treo xoáy là rất khó chịu đến từ Diệu Khánh và Sutasini đã đánh hỏng. 9 đều. Bây giờ là cơ hội cho Khánh khi được cầm hai quả giao bóng ở tình huống này. Khánh có lẽ cần phải chớp nhanh thời cơ. Lên trái xoáy và vừa rồi Khánh lại bị đánh ra ngoài. Và như vậy là chiến thắng đã dành cho Sutasini rồi. Rất đáng tiếc cho Nguyễn Khoa Diệu Khánh, mặc dù thế trận rất lâm ly nhưng Sutasini luôn biết cách để vượt lên và giành chiến thắng ở những thời điểm quan trọng. Như vậy thì vận động viên Sutasini của Thái Lan đã ghi tên mình vào vòng chung kết rồi. Vâng, và em cũng xin phép được tạm dừng cái trực tiếp này tại đây. Chúng ta cùng nghỉ ngơi trong ít phút và sẽ quay lại vào trận bán kết đơn nam giữa anh Tú và Đức Quân ạ.